Xin chào tất cả cô chú anh chị ha. Hôm nay em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một lô phôi bông giấy Mỹ ha. Cây mới vô bầu trở lại nha cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ ha. Rồi, mã số đầu tiên. Mã số đầu tiên là mã số 234. Bông giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Cây cốt cành đều đẹp ha. To. Rồi, để em đo thông số cái ha. 30 hoành, chiều cao 45, hoành đế là 55, đường kính bầu là 25. Cái cây này thì nó bị lỗi cái cọng rễ này nè, cái cọng rễ này nó bị cũng như nó bị hư ở trong vườn á cô chú anh chị ha. Đây nó bị hư nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới cây của mình ha. Rồi, nó lỗi vậy thì em bán giá rẻ ha. 234, 300 ngàn đây. Em bao ship luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là to, 300 ngàn. Này về mình lấy keo mình xích vô không sao hết. Hoặc là mình đục bỏ này luôn. Đục tới mạch sống rồi mình tha keo lại. Bình thường ha. Một củ lùng lực. Đó, cô chú tìm thấy anh. À. 32 hoành. Chiều cao là 40. Hoành đế này là 64. Đường kính bầu là 26. 235. 500 ngàn. 235 là 500 ngàn. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây cực kỳ đẹp ha. Dốc cây đó. Trên thân là không có thẹo dít gì hết trơn ha. Không có mặt cắt luôn. Hai trăm ba mươi sáu ha. Cô chú anh chị mình thấy cái củ rất là đặc ha. Củ đặc kẹo luôn à. 32 hoành. Cao 42. Hoành là 56, 56 hoành. Bỏ cọng rễ này ra ha, 56 hoành đặc ha. Đường kính bầu là 23. Rồi, mã số 236, 450 ngàn. 450 nha cô chú anh chị. Này, củ cũng rất là đặc ha. Chiều cao 38. Đường kính bầu là 28 ha. Hoành đế là 60. Rồi 237, 400 ngàn. Bông giấy Mỹ cô chú anh chị. 28 hoành. Chiều cao 47. Hoành đế này là 58. Đường kính bầu là 23. 238, 400 ngàn. Cây lùng lực nha.
31 của anh, khá là to nha. Chiều cao là 42, kính bầu là 23, hoành đế là 50. Rồi mã số 239, 350 ngàn, bao ship luôn nha cô chú anh chị, 350. Cũ này nhìn cũng khá là quái nha. Này cái thân của nó thì nó liền mà, mình cái khó đo nha cô chú anh chị, không đo được ha. Giờ em đo giống như em đo cái cổ chỗ này nha, chứ chỗ đó thì em đo không được. 32 hoành thì em đo ngay cổ này, cái cổ này cũng tương đương với cổ này ha. Chiều cao 35, đường kính bầu là 22, một cây lùng lực. Rồi 240, 350 ngàn, cao 38, đường kính bầu 18. Rồi 241, 250 ngàn. Hoành cao 36, kính bầu 19, 242, 250 ngàn. Cây này độc lắm cô chú anh chị ơi. Chú anh chị mình thấy hai cọng rễ nhưng mà nó dặn song song với nhau nhìn rất là đẹp ha. Giót cây 25 hoành, chiều cao 50, kính bầu là 18. Rồi mã số 243, 350 ngàn. Cây này đẹp cây nè cô chú anh chị, 350. Ha. Cây này khá là to nha cô chú anh chị, chắn bay luôn. 32 hoành, chiều cao 44, đường kính bầu 24, hoành đế là 53. Rồi 244, 400 ngàn, bao ship. Cũng là cây cuối cùng của clip luôn, một cây mini để bàn. Mười tám hoành, chiều cao 37, kính bầu 20, 245, 200 ngàn, em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi em cũng xin chào, chúc cô chú anh chị sức khỏe và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất.